Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một lãnh đạo có tầm nhìn, một tấm gương kiên trung và là người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Tên của người gắn với tên đường tên phố và giờ đây người dân xã Giai Phạm cùng xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ sẽ vinh dự tự hào được mang tên xã Nguyễn Văn Linh theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh 27 tháng 4 1998, 27 tháng 4 2024. Xã Giai Phạm được biết đến là vùng đất của danh nhân, hiếu học, lễ nghĩa, giàu truyền thống cách mạng, quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Trung tướng Nguyễn Bình, Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm. Còn xã Nghĩa Hiệp nổi tiếng với câu ca đầu làng tể tướng, cuối làng Trạng Nguyên. Câu ca đó nói về quê hương của hai danh nhân. Một người là Trạng Nguyên Đỗ Thế Diên, một người là tể tướng, nhà sử học xuất sắc thế kỷ 17, tể tướng Phạm Công Trứ. Dù là hai vùng quê có truyền thống địa linh, nhân kiệt, có nhiều danh nhân nổi tiếng, nhưng khi thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, chủ trương lấy tên thành xã Nguyễn Văn Linh đã được hai địa phương nhất trí cao. Hiện nay thì ba nhà trường thì cũng được bác nhất trí rồi, thế thì cũng để làm sao đảm bảo về cái mặt lịch sử cũng như là văn hóa. Thì hai xã chúng tôi thống nhất lấy đề nghị là tỉnh và huyện thì lấy tên là xã Nguyễn Văn Linh. Tên gọi sau khi hợp nhất là xã Nguyễn Văn Linh thì trên địa bàn xã Nghĩa Hiệp là cơ bản là người dân và cử tri đồng thuận với cái chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Thế và tỷ lệ đối với cử tri đồng thuận với cái chủ trương này rất là cao, trên 98%. Được mang tên xã Nguyễn Văn Linh là niềm tự hào to lớn của trên 17.000 dân thuộc hai xã. Bởi suốt cuộc đời gần 70 năm hoạt động cách mạng phong phú và sôi nổi ở khắp mọi miền của đất nước, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã được Đảng và Nhà nước giao phó nhiều trọng trách. Dù ở cương vị nào, đồng chí cũng hết lòng tận tụy vì Đảng, vì dân, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức của người cộng sản, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tận trung với nước, tận hiếu với dân, sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, chan hòa, gần gũi với nhân dân. Bên nỗi lo chung cho non sông đất nước, đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn hướng về quê hương Hưng Yên bằng tình cảm sâu nặng. Vì vậy, khi tiến hành lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính và đặt tên xã, trên 98% cử tri hai xã vui mừng, phấn khởi đồng thuận tên xã Nguyễn Văn Linh. Vinh hạnh ấy hôm nay chúng tôi được mang tên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người có cái chủ trương nói và làm đi đôi với nhau. Tôi ủng hộ cái chủ trương đúng đắn của Đảng để phấn đấu đưa quê hương mới Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trở thành khuôn mẫu để cho các người khác noi theo học tập. Được mang tên của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là vinh dự lớn đối với nhân dân chúng tôi. Rất là vinh dự và tự hào. Và từ nay trở đi, người dân chúng tôi được mang tên người con của quê hương, có công, có tâm, có tầm đối với đất nước, đối với nhân dân. Những địa danh quảng trường, đại lộ, khu tưởng niệm và trường học mang tên Nguyễn Văn Linh và tới đây là xã Nguyễn Văn Linh có ý nghĩa vừa rõ ràng vừa thân thương về niềm tự hào của quê hương Hưng Yên hướng về người con ưu tú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta thời kỳ đổi mới. Niềm tự hào như động lực nhân lên khát vọng và ý chí đổi mới, từng bước đưa Hưng Yên phát triển thành tỉnh vững mạnh trong cả nước.